anh em, đây là lưới câu có lóc rồi anh em. Lưới câu này là lưới câu đính liền anh em, lưới câu hàng viết nha, lò xo bếp dầu á, lò xo bếp dầu á. Lưới này là đẹp hơn ngọc trinh luôn anh em. Đó. Ngon hơn ngọc trinh nhiều luôn á. Lưới đẹp, ngon hơn ngọc trinh nhiều luôn. Ở nhà mình nó cặp máy sông anh em nên máy chạy rất là nhiều, anh em thông cảm nha, nhiều khi nghe ồn ào chứ anh em thông cảm. Đây nè, lưới ó, lưới kéo anh em. Đó. Thấy không? Trắng hơn ngọc trinh luôn á. Đó, lưới này là lưới bên mình lò xo bếp dầu nha. Lưới này là đang là lưới 2D2. Bây giờ giờ đau quá. Đây. Đó, thấy không? Anh em thấy nó cá bụng này còn hơn lưỡi vú ngọc trinh nữa đó. Lưỡi là lưỡi kéo anh em, mở đầu á, bao chơi cho anh em nha. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0913260614 nha, lưỡi câu lua, lưỡi câu cá lóc, lưỡi câu cá quả đó. Thì mình sẽ để số điện thoại dưới màn hình. Dưới tiêu đề anh em cần anh em liên hệ số đó ha. Đít là đít liền nha, đít khoan lỗ là đít liền, là sao mình đập dẹp một khoan lỗ qua nè, là cái thân này là liền luôn, là hai bên đây là liền nè. Đó là liền nhau luôn chứ không phải là ghép lại nha. Đó. Tiền nào của đó ăn nghe anh em. Đó. Đó, nói chung là lưỡi mình là đang cũng đang thấp hơn các chỗ khác bán rồi đó. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ số đó bằng những tin qua Zalo số mình để với tiêu đề clip nha. Tiêu đề clip. Đó, rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, đẹp hơn ngọc trinh luôn đó.